quay phim chứ còn nó độc lập ở trong cái làng này, vâng. Con ong này, cha này con ong này. Đấy, tí làm ra quay giờ. Tí nữa. Đang cười à? Thấy con nào à? Xong chưa? Xong chưa? Xong rồi. Đang review của căn nhà của bác Oanh. Ở đây nó khá mát các bạn ạ. Khá mát rồi, tượng các bạn ở đây như một sân khấu luôn. Có thể tối quẩy đây được nhỉ? Còn tối làm live show với những người bạn các bạn đón chơi nhé. Sẽ có trong tối nay đúng không? Sẽ có trong tối nay. Ok. Bố đang review căn nhà Vlog của bác Oanh. Villa, villa, villa,
Trang nào? Nó đang cạnh đấy. Trang đứng ở đây. Đang ở trong phòng đấy. Thôi, chụp đi, ba chụp đi. Bánh ra đứng đi bánh ơi. Đẹp lắm. Có nước này. Ai gọi à? Ai gọi mẹ, chưa chụp được à, có người gọi. Ba kệ đi. Chạy hết à? Chắc vừa chụp sao? À, sao bắt với những người bạn? Này tôi nhỉ, có thêm cái bụng phải tốt. Quay quay chụp cho Bách mấy kiểu đây? Nhá, mấy cái nhà gì kia có vẻ đẹp hơn nhỉ? Người ta đầu tư hơn phải. Mua có những nhà kiểu ấy. Thực ra cái này thì nó không giống nhà của chủ lắm. Váy móc lè xòe ra chụp ảnh nè. Xe, quả lướng này. Không có ai anh. Ồ, biểu diễn luôn à? Ở trên.
đây chứ không ông chứ không đây đứa nào chả được đấy cái gác lúc đấy đi được Oh, no. No, I'm not going to hang out.